Tiếp tục những thông tin liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn ba phu vàng bị ngạt khí tại hang nước Bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 1 giờ sáng nay, lực lượng chức năng phối hợp với người nhà nạn nhân đã đưa được thi thể nạn nhân đầu tiên là ông Bùi Văn Mấn, 54 tuổi, ngụ tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, ra khỏi hang. Hiện tại các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày thứ tư, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị kẹt tại hang nước thuộc Bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước vẫn đang được tiếp tục. Và ngày hôm nay, ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì đã có bổ sung thêm lực lượng công binh và bộ đội phòng hóa với quyết tâm sẽ đưa được bằng được các nạn nhân đang còn bị kẹt tại hang nước lên được trên bờ. Trong ngày hôm nay, lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại khu vực hang nước đã được bổ sung thêm các cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Hóa học, nâng tổng số người tham gia cứu hộ, cứu nạn lên tới 70 người. Và thời điểm 13 giờ chiều ngày 8 tháng 6, Bộ đội phòng hóa đã đưa trang thiết bị và khảo sát bên trong hang nước. Kết quả khảo sát cho thấy hiện tượng khí CO2 trong hang vẫn vượt quá mức an toàn cho phép. Vì vậy, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiến sâu vào trong hang để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại là anh Khà Văn Huyền, 25 tuổi, ngụ tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, và ông Phạm Văn Dũng, 45 tuổi, ngụ tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Thêm vào đó, từ chiều nay, thời tiết tại hiện trường có mưa to kéo dài, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Để đảm bảo an toàn cho những người tham gia cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào thêm một hang song song với hang nước, tạo đối lưu khí, đồng thời dùng máy nén khí để đưa không khí sạch vào trong hang nước, đẩy lượng khí CO2 trong hang ra ngoài. Bên cạnh đó, sẽ kêu gọi hợp tác của những người dân đã từng xuống hang nước, am hiểu địa hình của hang để có một hình dung toàn cảnh về sơ đồ cấu tạo của hang, tạo điều kiện cho lực lượng tham gia cứu hộ. Theo cái chỉ đạo của tỉnh và của quân khu và của Bộ Quốc phòng là cái việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về cái người xuống để mà cứu hộ cứu nạn ở đấy. Thế nên cái việc để đảm bảo cho cái việc đấy, chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao đảm bảo cái yếu tố tuyệt đối an toàn thì đó mới cho người xuống. Thì hôm nay cũng cố gắng, tức là nếu mà đảm bảo bên hóa học kiểm tra cái độc ở dưới kia mà đảm bảo cái đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ kết hợp với những người địa bàn ở đây sẽ xuống để thực hiện theo cái nhiệm vụ là cứu hộ cứu nạn trong ngày hôm nay. Tối nay, lực lượng chức năng sẽ bám sát bảo vệ hiện trường, đồng thời công tác cứu hộ cứu nạn sẽ được tiếp tục tiến hành khi điều kiện an toàn cho phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển những hình ảnh về công tác cứu nạn hai nạn nhân còn lại trong vụ ngạt khí mỏ vàng tại Thanh Hóa tới quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những vụ sập hầm vàng ở Nghệ An hay là ở Thanh Hóa mà chúng tôi vừa đề cập thì đó là một trong những nguyên nhân chính, đó là do tình trạng khai thác vàng trái phép. Các hầm vàng trái phép được gia cố rất thô sơ, không có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ như là dưỡng khí, bảo hộ lao động. Phản ánh tại tỉnh Quảng Nam, một địa phương năm nào cũng xảy ra chết người trong các hầm vàng. Đây là hiện trường vụ ngạt khí làm 4 người chết tại hầm vàng trái phép ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xảy ra đêm ngày 12 tháng 4 vừa qua. Một lượng lớn thuốc nổ được tìm thấy ngay miệng hầm. Trong khi đó, đường hầm dài hàng chục mét được đào trái phép vào lòng núi, chẳng theo một quy trình khai thác nào. Hố quặng cuối đường hầm, nơi 4 phu vàng bị ngạt khí chết tối om, chỉ đủ cho một người ngồi. Nhân chết là do nằm trong cái môi trường tù khí, đây là chết một cái trường hợp là do ngạt khí. Còn khí mà nồng cay thì chúng tôi không xác định được. Thì cơ quan chức năng xác định đây là khí gì gây độc và gây ngạt trong đó. Chủ yếu là thiếu oxy gây ngạt. Sử dụng thuốc nổ trái phép, đào hầm không theo quy định của luật khoáng sản, nguy cơ tai nạn chết người ở các hầm vàng là điều dễ hiểu. Chỉ cần một rủi ro nhỏ, chẳng hạn như gặp khí độc, sạt lở, bọc nước hoặc trời mưa, tai nạn sẽ ập đến ngay. Vì vậy mà rất nhiều người đã bỏ nghề khai thác vàng sau một thời gian ngắn. Làm cả ngày cả đêm luôn. Cứ làm sáng làm tới 11 giờ nghỉ, 12 rưỡi làm tới 5 giờ nghỉ, 6 rưỡi bắt đầu làm tới 2 giờ, gần 2 giờ sáng nghỉ. Lúc em vào đó có bé em trốn về mà. Em nó không đợi em khổ quá. Ngoài nguy cơ tai nạn từ quy trình khai thác, những người làm vàng trái phép còn đối diện với bệnh tật. Thống kê sơ bộ từ tháng 11 2011 đến nay,
Quảng Nam đã xảy ra 9 vụ tai nạn ở các hầm vàng trái phép, cướp đi sinh mạng của 39 người. Có nhiều cái sự rủi ro chứ, bởi vì trong khoáng sản mà. Mà việc làm của họ làm sao họ đảm bảo an toàn bằng công ty được, bởi vì tư nhân họ làm vặt vẹo để thôi, họ đâu có đảm bảo an toàn kỹ thuật được, đâu đúng quy cách mà theo quy trình của nhà nước. Những năm qua, hàng trăm sinh mạng phu vàng bị cướp đi trong những hầm vàng trái phép khắp các địa phương cả nước. Không biết bao nhiêu gia đình mất cha, mất chồng và mất con. Và đó là bài học mà mỗi người cần suy nghĩ trước khi có ý định đi làm vàng trái phép.